Trời mưa to quá các bạn ơi. Cũng may mà mình kịp che cho mấy bạn gà chứ không mình sợ nó ốm ho sổ mũi á. Quá là to luôn. Đó, mấy bạn này kia kìa. Nó mùa này cho nên các bạn phải cẩn thận nhé, bởi vì trời mưa rất là bất chợt nên buổi tối ngủ cần phải che đậy kỹ càng. Nếu mà các bạn nhốt ở ngoài trời phải che đậy kỹ càng nha, bởi vì gà nuôi nhốt thì đôi khi nó sức đề kháng nó yếu hơn là gà mình nuôi thả vườn với lại nuôi ở ngoài dãy á. Đó, nuôi nhốt thì nó rất là hay nhiễm bệnh nhé, nên phải che kín rồi. Để sáng mình quay cho các bạn xem nhé. Rồi trời đã bắt đầu sáng rồi đây. Bây giờ là tầm 7 giờ nha các bạn. Mình tháo cái che này. Hôm qua trời mưa rất là to. Có những trận mưa mà nó dông nữa, nó tung cả 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 bạt với cả cái che cho mưa cho gà. Đây mình chắn cái này lên để cho buổi tối cho gà nó ấm. Bởi vì mùa mưa này rất nhiều bệnh nha các bạn. Để nuôi được một con gà mà nó qua được mùa mưa này cũng rất là cực khổ. Ngoài những cái bệnh mà nó liên quan đến những cái vi khuẩn virus hoặc là suy gan hay là bệnh hen gà hay cầu trùng tụ huyết trùng vân vân á, thì nó còn giống như cái bệnh viêm phổi nữa. Trời mưa mà bây giờ mà con gà bị ướt á, mà trời lạnh á, là đảm bảo chỉ cần 1-2 hôm sau là nó sẽ bị khò khè, là viêm phổi đó, sổ mũi đó, sưng phù đầu, nhiều bệnh lắm. Đó, gà mình thì mình nhốt rất là trên cao á, trên mình làm cái lồng mình mua về, xong là mình trên cách mặt đất khoảng 1 mét, hơn 1 mét, để khi nó có phân nó xuống nó không bốc mùi lên và nó không bị ảnh hưởng đến con gà đó, cho nên gà rất là ok nha. Buổi sáng thì mình trời bắt đầu buổi sáng hanh nắng thì mình mở ra để cho nó thoáng. Ôi buổi sáng tầm 5 giờ hơn 5 giờ nó gáy quá trời luôn các bạn. Thi nhau nó gáy luôn đó. Đây có khoảng 10 13 13 14 con đây, nhưng mà nó trong chuồng nữa là khoảng gần 30 con. Trời nó gáy thôi đấy. Suốt luôn. Tại vì mùa dịch nên mình chưa có gửi được á. Có nhiều anh chị đặt rồi nhưng mà mình chưa gửi được, bởi vì dịch vẫn còn đang căng thẳng nên mình xe nó chưa chạy á, cho nên chắc phải đợi qua dịch thôi. Nói chung là mùa mưa thì bệnh gà thì các bạn biết rồi đấy, ở trên internet rồi trên các truyền thông hay là những cái thì người ta nói rất là nhiều rồi. Bây giờ mình chỉ nói sơ qua để cho các bạn chưa biết thì biết thêm thôi nha. Nhưng còn khi nuôi thì nó gặp nhiều trường hợp nó không phải như trong sách vở hoặc là như trên mạng mà các bạn xem đâu. Đó, cho nên các bạn nghiên cứu, và nếu mà đúng như bệnh của mình thì mình dùng thuốc chữa. Còn nếu như mà không đúng thì mình có thể ra tiệm thú y và mình hỏi mấy bác sĩ thú y xem người bán thuốc xem người ta có cứng gì giải quyết không. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về một số bệnh thường gặp nha. Ví dụ như bệnh ORT hay là còn gọi là bệnh hắt hơi ở gà đó. Thì cái bệnh này là do vi khuẩn gram âm gây ra với dấu hiệu như hắt hơi, chảy nước mắt, nước mũi. Gà khó thở, giấn cổ lên để ngát không khí đó. Đó, khi gà mà thường mắc bệnh này thì rất là yếu,
Nếu đưa ngay kháng sinh vào thì không không đem lại hiệu quả đâu, bởi vì nó con gà sẽ trở nên yếu hơn đó. Đầu tiên thì như thế thì các bạn phải trước tiên phải cho nó hạ sốt này, và cho uống thuốc để nó bổ trợ cái sức của nó đó, giải độc và thông khí quản bằng thuốc, sau đó vệ sinh chuồng trại đó. Khi nào gà nó khỏe hơn thì các bạn dùng kháng sinh. Sau cái bệnh thứ hai như là bệnh hen gà đó, hay là người ta gọi là bệnh CRD á. Bệnh này là do Mycoplasma, nó gây ra với dấu hiệu như là nó khó thở này, thở có tiếng rít này, rớn này, gà chậm lớn, hay là bị vẩy, hay nó hay vẩy vẩy cái mỏ lắc đầu á. Nếu mà bị thêm bệnh E. coli thì gà sẽ bị tiêu chảy kéo dài nhé. Đầu tiên là anh em phải tiến hành khử trùng thường xuyên khu chăn nuôi, sau đó dùng cái kháng sinh là tylosin á, kết hợp với dioxilin liên tục trong 5 ngày, và dùng vitamin B-complex gì đó, rồi sau đó điện giải và men tiêu hóa cho nó ăn nha. Rồi bệnh cầu trùng á, thì bệnh này thường làm cho con gà nó ủ rũ, không đi lại được này, hay là nó ít đi lại này, lông nó xù này, và uống rất là nhiều nước nha. Nó có bệnh tức là phân lúc đầu thì nó trắng á, trắng xanh, sau một thời gian thì nó chuyển sang màu nâu, nó lẫn máu và nhầy đó. Đó, đôi khi nó còn bị thần kinh nữa, thì các bạn cũng thay cái đệm lót chuồng á, rồi thay chấu hoặc là thay thay những cái đệm lót mà các bạn hay xài á, rồi các bạn phun khử trùng sát khuẩn một ngày một lần, rồi dùng thuốc đặc trị cầu trùng, rồi cũng uống thêm những thuốc bổ và điện giải. Đó, bệnh như là bệnh tiếp theo là bệnh tụ huyết trùng á, tức là bệnh này là dành cho toi gà. Bệnh này thì xảy ra lúc giao mùa đó, thời tiết thay đổi đột ngột và hay thấy ở gà từ 2 tháng tuổi trở lên đó. Nó gà thì hay bị sốt cao, nó ủ rũ, bỏ ăn, lông xù, miệng chảy ra dòng nước nhớt, có lẫn bọt và máu đó. Con vật khó thở. Nếu mà nó bị lâu đó, thì nó gà, con gà gầy này, nó viêm khớp này, da thường xuyên thải ra chất lỏng, nó có bột màu vàng giống như màu đỏ ấy. Cái này cũng vệ sinh chuồng trại, máng ăn, sau đó dùng kháng sinh như là erythroxylin, lemasinin và streptozinin để điều trị, và bổ sung điện giải B-complex, vitamin C để tăng cường sức đề kháng nha. Rồi giới thiệu tiếp cái bệnh tiếp theo là bệnh thương hàn ở gà. Gà nhỏ thì 8 ngày tuổi nó ỉa phân trắng á, phân có chứa nhiều chất nhầy và lần lợt như hạt cám á. Nếu mà gà đẻ thì gà sẽ trứng méo dễ vỡ và chất lượng trứng là rất là kém. Cái bệnh thương hàn này á, nên nếu mà nó khỏi thì nó cũng thường hay mang trùng á. Nên dùng các chất dẫn xuất như Fumamix 0,2 đến 0,5% trộn với thức ăn, pha trong nước uống. Có thể dùng thêm kháng sinh như tetracycline này, colistin này, hay là furolindon này. Đó, hiện nay thì cái bệnh này thì cũng 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 khá là khó chữa, cho nên nếu anh em mấy thì nên dùng kháng sinh. Đó, rồi bệnh tiêu chảy E. coli này, cái bệnh này thì gà ủ rũ, bỏ ăn, gà lớn thường hay ốm chết, rải rác và xác xác thì rất là gầy. Chứ cái bệnh này thì chúng ta phải vệ sinh môi trường, thức ăn, nước uống và khử trùng xung quanh, dùng trong các loại thuốc như là coli 200 và Ampicoli, Gentadot, dùng trong 3 đến 5 ngày liên tục, và chúng ta bổ sung thuốc trợ lực như Bicomex và thiết điện giải, giải độc giải gan để tăng cường sức đề kháng. Rồi có rất nhiều bệnh như bệnh đậu gà này, bệnh cúm gia cầm này. Ôi, nó nhiều lắm. Nói chung là nếu mà theo sách vở và theo các chuyên gia đó thì chắc là nguyên một cuốn sách dày mấy chục trang ấy để chúng ta để học hết. Nhưng mà đôi khi đó, mình nghĩ là đôi khi đấy thì chuyên gia hoặc là những người mà giải thích hay là nói trên mạng đó thì cũng không thể nào mà biết được cái bệnh cụ thể của nó. Nhưng nhiều nhiều khi nhá, con mình nói ví dụ như là gà nhé, sáng thì vẫn ăn khỏe mạnh đúng không, chiều tự dưng rồi nó cứ gù gù rồi nó đi lại kém ăn đấy, xong cái là một hồi là nó cũng cũng chết đó, chỉ trong vòng một ngày thôi.
Đó, nhiều khi là cũng không biết là bệnh gì luôn. Rồi con gà thì như nuôi gà rừng như bọn mình ấy, thì các bạn cũng biết rồi đó. Nuôi tầm sau khi nó đang trổ mã, ví dụ như được 3 4 tháng nó bằng cái nó to hơn nắm tay một chút rồi. Tự dưng nó lăn lên. Nó lăn lên nó chết. Đó. Cho nên nếu mà anh em mà nuôi nhiều thì anh em sẽ làm theo liệu trình, tức là sẽ có vaccine tiêm ví dụ như 3 ngày một tuần, 17 ngày, 2 tháng, 3 tháng và 4 tháng để nhắc lại đó, thì sẽ đảm bảo hơn. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì kháng sinh, tức là nó sản sinh ra cái con virus trong đó, là cơ thể con gà nó tự nó sản sinh ra cái con gọi là nó kháng kháng cái con virus đó. Đó, kháng sinh à là cái vaccine á, tức là nó sẽ tự sản sinh ra cái con mà nó trị cái con virus đó. Cho nên tiêm tiêm vaccine là chuẩn nhất. Còn kháng sinh á, kháng sinh thì thực ra nó chỉ là cái thuốc để nó điều trị cái lúc đó thôi, nhưng mà về sau này có thể con gà nó sẽ mắc lại đó. Nếu mà các bạn tiêm được vaccine thì tốt nhất. Đó, cho nên mình chỉ giới thiệu sơ qua về một số các loại bệnh mà thường gặp vậy thôi. Anh em có gì tham khảo nhé. Mình có ghi mô tả ở dưới á, các loại thuốc và các loại bệnh mà thường gặp á. Anh em mà có áp dụng được thì áp dụng nha. Còn nuôi nhiều thì đa số là có kinh nghiệm thôi. Tức là phải thất bại một vài lần và tìm hiểu, sau đó tự rút ra kinh nghiệm của mình. Chứ thực ra là không áp dụng chung chung cho một trường hợp nào đối với gà rừng của gà rừng cả. Và về gà rừng đó thì nó có nhiều loại nha, ví dụ máu rừng nó cao này thì nó cũng khác này, chứ không phải như gà di, gà tre hoặc là một số gà như là gà chọi, lai chọi các thứ đó, thì cái gà đó dễ rất là dễ nuôi, không không nó sức đề kháng nó rất là cao. Còn gà rừng thì rất là khó. Nói lên đàn gà của mình giới thiệu cho anh em xem. Nó phơi mình sau khi mình bỏ ra thì mình thường phơi nắng chừng 9 giờ thôi, 9 10 giờ là chút thôi, khi nó phơi nắng nó sạch sẽ, nó sạch khuẩn, và nó sẽ con gà nó nhìn nó lông mượt và nó đẹp. Rồi mình